This video is brought to you by Philinter Education Center. Learn English the right way. Chào các bạn, mình là Thanh Nhàn, hiện tại mình đang học và thực tập tại Đức. Trước đó khi sang châu Âu mình có tham gia khóa học tiếng Anh về business tại Philinter Philippines. Đây là lần đầu tiên mình tham gia một khóa du học ngắn hạn ở nước ngoài, và đây là một trải nghiệm thực sự tuyệt vời, đã làm thay đổi toàn bộ quan điểm của mình về việc học, dạy và thực hành nói tiếng Anh. Mình cảm thấy yêu tiếng Anh hơn, muốn nói tiếng Anh và tự tin hơn khi sử dụng tiếng Anh. Điều này đã hỗ trợ rất nhiều cho mình khi mình học tại Tây Ban Nha và Đức. Học tập tại Philinter Philippines thực sự là một trải nghiệm tốt và một sự chuẩn bị rất tốt cho việc du học của mình tại châu Âu. Cảm ơn Philinter rất nhiều. Cảm ơn thầy cô và các bạn ở Philinter. Hi, xin chào tất cả mọi người. Mình là Hà, năm nay mình 14 tuổi. Hiện tại mình đang học tập và sinh sống tại Wichita, Kansas, Mỹ. Và đây là trường của mình, Sunrise Christian Academy. Hà đã học ở Philinter được một khóa Intensive và một khóa IPS. Thầy cô, staff và manager rất là tận tình, giúp Hà cảm thấy tiếng Anh không quá khó như Hà từng nghĩ. Một tuần sau khi kết thúc khóa học ở Philinter, Hà đã đặt lịch phỏng vấn xin visa. Nhờ vận dụng những kiến thức mà Hà đã được học thì kết quả như thế nào các bạn biết rồi đấy. Hà đây ở Mỹ nè. Xin chào các bạn, mình là Phan Đức Ngọc. Mình từng học ở trường Philinter cách đây đúng một năm. Và sau khi học xong ở trường Philinter thì mình cảm thấy mình rất là tự tin hơn, phát âm tốt hơn và tự tin giao tiếp tiếng Anh tốt hơn khi mà đi ra nước ngoài và làm việc với những người nước ngoài. Hiện tại tôi đang ở Singapore và tôi cảm thấy rất là tự tin với vốn tiếng Anh của mình, và tôi nghĩ rằng với vốn tiếng Anh nào tôi có thể đi bất cứ nơi đâu. Website to www.philinter.com and socialize with us with the following sites. See you soon.